Riêng những cái phần đốc của những chiếc kệ VIP này chúng tôi là đốc liền hết. Còn những chiếc kệ thông thường là đốc ghép đôi. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 16 tháng 5 năm 2020. Và quay trở lại với màn hình hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chiếc kệ tivi. Đây là một sản phẩm hàng rất là VIP. Và đây là đơn đặt hàng của bác Lan ở tại xã Chuế Lưu, Hạ Hòa, Phú Thọ. Đây trước mặt quý vị, đây là hình ảnh tổng thể của chiếc kệ đây. Chiếc kệ này có kích thước là 2m4, cao 85 và sâu là 40 củ bi. Toàn bộ phần cánh của chúng tôi là đục dày 2 phân rưỡi và đục rất là sâu, thưa quý vị. Khuôn cánh là dày 4 phân. Đây quý vị, khuôn cánh là dày 4 phân. Hàng rất là dày dặn so với hàng những cái sản phẩm thông thường mà chúng tôi giới thiệu trong quý vị những video lần trước. Hiện tại là trời nó đang hơi bị nắng một chút. Toàn bộ phần chân của chúng tôi là chân đục hoa hồng. Yếm cũng là yếm hoa hồng, chân đục tay thủ công. Rất là giá trị. Riêng những cái phần đốc của những chiếc kệ VIP này chúng tôi là đốc liền hết. Còn những chiếc kệ thông thường là đốc ghép đôi. Phần gỗ rất là đẹp. Đây là phần ván mặt đây. Phần gỗ đây, gỗ rất là đẹp, gỗ được chọn lọc quý vị nhé. Gỗ chọn lọc. Chân được hoa hồng đấy quý vị. Rất là nét. Phần cánh đây là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, nghĩa là hoa nở bốn mùa. Ván là dày 2 phân rưỡi. Những cái phần đục chạm chúng tôi là gỗ được làm rất là dày nhưng tôi đục sâu nên là nó nổi lên rất là đẹp, nổi lên rất là đẹp. Toàn bộ sản phẩm là chất liệu gỗ hương đá, hương đá nhập khẩu Nam Phi. Yeah, mọi người có nhu cầu xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 510 806. Cơ sở địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có website là đồ gỗ tùng8.com. Mọi người có thể truy cập vào website để xem thêm những cái sản phẩm khác như là đồ bàn, đồ gỗ nội thất, phòng khách, phòng thờ cũng như là phòng ngủ. Rồi, xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại trong những video clip khác.